Thử ra là mình coi mà muốn coi thực tế á, thì cái đến cái app showroom của Sài Gòn Đo. Các showroom của Sài Gòn Đo thì ngày nào cũng live. Các bạn có thể vào xem tương tác rồi để mình tìm hiểu các mẫu mã mình đang cần làm, rồi hỏi giá, rồi liên hệ với các bạn kinh doanh để mình xem rồi trao đổi thêm. Đó. Đó. Nhìn nha, mình có thể làm kính nè, các ô kính nè phụ thêm để cho nhìn cho nó sáng sủa, nó đẹp. Đấy. Đường nét vân gỗ đều đẹp hết ha. Dập nổi rồi các lam trắng của cửa đây đó, lam trắng này mở ra xem nha này, rồi có ron giảm chấn, ron khép giữa cái hai cánh cửa này, rồi có cả ron giảm chấn ở trong của cái bộ cửa đó với cái khung luôn này. Đó. Bản lề là bản lề âm, bản lề cối hết nha. Đây, bây giờ Hưng mở luôn cái cánh này luôn cũng được nữa nè. Đây, nha. Đây, mở cánh này, bật lên. Đấy, mở ra. Rất là hoành tráng luôn. Mình muốn không gian rộng quá thì mình mở luôn lần bốn cánh ra. Còn nếu như mình muốn mở vừa thôi thì cứ một cánh, hai cánh là chuyện bình thường. Đó, ở trong thì các bạn có thấy thấy là bơm phơm hết nha. Đó, trong góc đó. Này là cái lỗ này mình bắt cái đinh vít vào trong tường mình cố định. Tại vì cái độ dày của cái bộ cửa này cũng khá là to. Thì cửa nhà chính mà kiên cố mà thì mình cũng phải là làm cho nó đầy đủ ốc vít cho nó chắc ăn. Rồi mình đóng lại đây, đóng cái bộ cửa lại, cái rồi mình coi cái khóa, mình bật thử cái khóa cho coi. Ấy chà, đây đây cái bộ khóa đồng đây. Đó. Đóng mở cũng khá là nhẹ nhàng. Đó. Rồi về cái độ lẫy của các cái cò khóa này á thì kiên cố. Nó nặng, nó giữ lại được cái bộ cửa mình, cái cánh cửa mình đó là không có bị đục phá gì cả. Rồi nó có lam trắng hai đầu hết thì cũng không có ai mà cậy được hết. Đó. Còn đây, xuống cái này. Này cũng là cái khóa chốt gài hai cấp. Đấy. Đóng mở thì cũng đâu có bị kêu tiếng đó, nó có ron giảm chấn hết rồi, nó không bị nghe cái tiếng ồn khi mình đóng cái cửa, nghe cái ầm đó. Bình thường mọi người xài đó thường đóng to lắm. Rồi đây Hưng quay lại một lượt cho mọi người. Rồi ok, thì qua đây Hưng cũng giới thiệu sơ lược qua cho mọi người tham khảo về các sản phẩm cửa thép vân gỗ, từ cửa an toàn tới cửa chống cháy. Thì rất mong các bạn là theo dõi, và khi mà có những câu hỏi gì đó thì cứ bình luận ở dưới để bên Sài Gòn Đo trả lời nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nha. Tạm biệt đang rồi, cái này không phải.